Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Hair Sheet. Và các bạn đừng quên là khung giờ ra bây giờ mình sẽ chuyển đổi là 4 giờ chiều mỗi ngày nha. Chuyển từ 5 giờ xuống 4 giờ. Ok. Và nếu các bạn thích cái series này thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hơn. Thì tập trước là chúng ta đã đánh bại con tàu hải tặc của băng búa rìu rồi. Và tập này chúng ta sẽ tiếp tục chơi tiếp để xem chúng ta sẽ đi tới đâu nào. Căn bản là bây giờ mình thấy là kiếm cái kiếm to của mình vẫn còn tuyệt vời lắm. Ok. Chết. Ok. Trong đây bao nhiêu đồ đấy. Bây giờ mình sẽ đi tới cái tòa tháp cao này á. Không, mình sẽ đi tới tòa tháp thấp trước. Mình thấy ở đây có một tòa tháp thấp này. Chắc mình sẽ đi qua tòa tháp thấp này để xem là nó có gì hay ho không. Rồi mình sẽ đi đánh tòa tháp cao sau. Ok. Các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình nha. Nếu tầm này đạt được 5.000 like thì ngày mai mình sẽ làm tiếp. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đánh cái tháp. Đánh mấy cái tháp vào buổi sáng là tuyệt vời nhất. Bởi vì buổi sáng này gần như là mọi thứ nó rất là yên bình và thơ mộng nữa hả. Oh, what? Đồ ăn đâu hết rồi? Mình tìm xem trong đây có đồ ăn không ta. À đây có thịt. Không để ý một tí là mất bao nhiêu thứ. Ok, có thịt nè. Đây là nhà của ông à? Ông dân làng. Hôm nay có cho đổi lúa lại emerald này. Tuyệt vời. Chứ đây là không phải là thứ mình đang cần. Thứ mình đang cần là đi thoát khỏi đây đã. Lên. Ok. Đâu rồi ta? Đây, vào cái hàng này nha. Cái cúp đồ rồi. Đây, cái cúp đây. Đây là những cái hành trang mà mình cần vào hàng. Đấy, rồi. Xong. Nhưng mà trong hàng này chắc bây giờ không có gì đâu. Chứ là phá mấy cái này đã. Ok. Mấy tầng dưới chắc chưa có gì nhỉ. Mấy con này chắc nó hiền lắm. Hiền. Trời, mình phải thoát ra vào lại đây các bạn ơi. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Mình vừa vào lại nè. Không biết tại sao vừa nãy mấy con kia nó bị mất lửa nhỉ. Ui. Đấy mới chính thức là vào nè. Đấy nó phải hung dữ như này nè. Vừa nãy chúng nó hiền quá. Mình cảm thấy lạ lẫm. Và thực sự là chúng nó phải như thế này mới hợp lý nè. Ok. Ok. Tuyệt vời. Thế là mình đã đánh bại được một tầng dưới cùng rồi. Tầng dễ nhất rồi. Lợn mày làm dưới lợn. Đừng che cho tao. Lợn không cần che mày che đâu. Lợn ơi đừng che. Sao lợn cứ tấn công mấy con người xương vậy? Mày ghét người xương à? Lợn đâu có lợn đâu rồi. Con lợn sau khi nó che cho mình xong rồi đi đâu rồi nhở? Mình không thấy luôn á. Có khi nào nó đã đi lên và nó liều chiến với bọn xương không ta? Con lợn đâu rồi? Mình không thấy con lợn nữa. What the hell? Lợn đâu rồi em? Cẩn thận nó chui ở đây nhỉ. Con lợn đâu rồi? Nghe tiếng ụt ụt này các bạn mà không thấy nó đâu. Trong đây à? Không thấy con lợn đâu, mình nghe rõ ràng mình nghe tiếng ụt ụt nữa, mình không nghe tiếng con lợn đâu. Ok, hello. Surprise motherfucker. Ui, quá trời nhện luôn. Nhện này. Sao được zombie ạ? Đi từ dưới lên này. Mày đi bằng đường nào ấy? Đường tắt à? Mày này rồi, xong một con này nữa. Một con nhện, hai con nhện. Mình chơi như kiểu chơi trò đếm cừu ấy, ba con nhện. Quá trời nhện thế này. Ok, mình sẽ đào mấy cái này ra. Đó, tuyệt vời chưa? Ba. Đào hết ra thôi các bạn ơi, rồi, xong. Và được một cái xô với cả bánh mì nữa. Bánh mì Sài Gòn 10.000 một ổ. Đây là một miếng này. Mình nghĩ mình không cần mấy cái cục nước ở đâu. Cả dưa, cả thuyền nữa. Mấy cục này mình không lấy, tạm thời thì mình không lấy. Về sau lấy không thì mình không biết. Tuy nhiên là hiện tại là mình không muốn lấy. Ok. Mấy cái thứ này mình không muốn lấy nè. Lấy làm cái quái cho nó mệt nhỉ. Ok, bây giờ sẽ đi lên tiếp nào. Xem mà tìm hiểu xem mà cái hang này nó có gì không. À quên, mình nghĩ là mình nên lấy TNT để có gì mình cho nổ cả cái tòa tháp này. Để mang lại sự bình yên cho toàn thế giới. Cả cái bật lửa đó. Ok. Đi lên nào. Let's go. Ê, có con lợn đâu ta? Ồ. Có toàn thịt zombie ở đây luôn. Mà không biết con lợn ở chỗ nào. Uầy. Bot. Nhận bot anh em ơi. Nhận bot chạy ra. Đông cái này. The heck. Con nhện bot đâu ta? Ôi, con nhện nào nó có chiêu đánh mình bị đói kìa. Ok, mình phải phá mấy cái này ra. Ô chết, nhện nó đánh nhau với xương rồi kìa. Con nhện với con xương đánh nhau rồi kìa. Mình qua kệ đúng không ạ? Không quan tâm với con đấy. Ui, nhện bot khỏe quá ta. Khỏe quá ta, rồi chết luôn. Ô, ra bừng hoa. Ôi, skeleton zombie bot. Ra ve xa binh zombie. Ok rồi. Con skeleton ghẻ nữa. Rồi, xong. Tuyệt vời. Có gì không ta? Có bông hoa hướng dương ạ. Sunflow, hoa mặt trời. Hoa hướng dương á. Sunflow có thể gọi là hoa mặt trời, hoa hướng dương cũng được. Lại cái bánh mì nữa. Ê, mày đâu ra rồi? Đâu ra rồi? Ồ, chết luôn.
Tuyệt vời. Lên là lên là lên là lên là lên là lên là lên. Ui. Cái gì vậy? Mày nè, một thằng nữa. Mày nè. Ui. Qua trời. Ui. Ui, ui. Giết, giết. Giết, giết. Ui, quá trời nhận hàng luôn. Sao mà lắm nhận hàng này, con nhận mẹ, nhận mẹ, nhận mẹ. Ầu ơ ví dầu. Cầu ván đóng đinh. Cầu ván đóng đinh. Rồi, xong một con nữa. Quá trời zombie xuất hiện luôn. Zombie xuất hiện thì không sợ bằng nhện xuất hiện á. Đánh ngay đấy, đánh ngay đấy, đánh ngay cơ. Tuyệt vời. Đập cái này ra. Ngon. Trời ơi, tòa tháp lùn nhất thế giới. Cái dương đâu ấy? Ơ. Tòa không có dương các bạn ạ. Tuyệt vời quá. Tầng trên cũng mình lên tầng trên cùng rồi, tuyệt vời. Tắt cái này đi, tắt mày đi. Đánh tháp vào trời sáng là tuyệt vời nhất luôn bởi vì chúng nó không phản kháng được. A hi hi. Có một cái cúp sắt này, tuyệt vời. Xương cái này. Lấy lúa làm gì? Mình chưa hiểu lấy lúa làm gì, tự nhiên là cứ lấy đi. Trứng nè, trứng gà sinh tồn. Tuyệt vời, hết rồi, hết rồi. Rồi mình sẽ đi qua cái tháp bên kia. Ủa, cái tháp bên kia là tháp khác mà. Vậy mình tính đi qua cái tháp bên kia đây, tháp bên đây cho nó gần nè. Ok. Nhảy xuống, tành, không biết gì hết. Có máu không? Có tên nè, có tên để đánh boss được á. Quá trời tên luôn. Ok. Có một con nhện đánh mình bị đói được các bạn ạ. Ghê vồn ra. Ok, hello dân làng. Đây có rất nhiều sắt này. Tuy nhiên là bây giờ mình đánh tháp là mình có sắt rồi. Nói chung là có một bộ đồ kim cương là ngon rồi. Không cần nhiều đâu. Hy vọng là đánh tháp đừng có trời tối nha. Đánh tháp xong mà trời tối là hơi bị nhọ đấy. Ok. Rô. Ui, xong rồi nó tối sẵn đây các bạn ạ. Cái tòa tháp này nhìn khá là đẹp. Theo như quan điểm cá nhân của bản thân Vũ Lít thì tòa tháp khá là đẹp. Nó bị che. Ui cái gì đấy. Nó bị che phủ gần như là hết. Hết ở dưới này rồi. Có một cái khiên nè, sắt nè. Cái này, cái lon này, cái lo này là cái gì đây? Ok, không lấy. Mình nghĩ mình nên đi lên. Ok, ui, có một con sương đấy. Mày, rồi, xong đời một con sương. Tuyệt vời. Một con nhện. Ôi, ngoài trời như tối rồi kìa. Sắp tối rồi kìa, rồi, xong con một rồi. Tối là mệt lắm mấy các bạn ạ. Mình phải đi đào mấy cái này ra. Ok, rồi, đúng là spawn ra luôn. Spawn ra luôn. Giờ con ta phải chết. Ôi, lại zombie nhảy từ trên nhảy xuống à. Nhảy từ trên nhảy xuống à, chết đi. Cuốn sách được phù phép. Phù phép cái gì thì nó không ghi ra nhỉ. Ôi, phù phép cái gì không ghi ra thì không xài. Ok, mình sẽ cắn cái này thôi. Cái giáo này, động vật chân đốt này. Ôi, cái gì đấy? Sao chúng mày xuống đây? Đây không phải chỗ của chúng mày. Rồi, trời tối các bạn ơi. Đánh tháp vào trời tối là không nên luôn á. Đánh tháp vào trời tối là sai lầm lớn nhất. Sai lầm lớn nhất luôn. Ok. Mày. Ok. Hello everybody. Ấy. Con nhện tấn công sao? Ui. Quá trời nhện luôn. Ơi. Thôi, tao đùa. Thôi, đông cái này. Ui, cứu, help me please. Tell me why. Ui, quá trời zombie này. Đừng nhện ơi, đừng cắn tao nữa. Thôi, tao xin cho mày luôn, đừng cắn nữa, tối rồi. Tối rồi, để yên tâm, để yên cho người khác ngủ. Đừng phá làng phá xóm nữa rồi. Rồi tầng thứ 3. Thì không biết là tầng cuối cùng là tầng nào đây. Backlet and soul này, cái này không cần. Rồi mình lấy cái này. Ok, ui, ở đâu ra đấy. Ui, rồi xong một bé nữa. Không biết là còn bao nhiêu tầng nữa. Tuy nhiên là bây giờ một tầng là một cây nỗi khổ đấy. Bởi vì tối lắm các bạn ạ. Tối lắm, ê, con nào đây. Ây da, ui nó đuổi từ đâu lên đây. Đừng có rơi nha, đừng có rớt đài nha. Rớt đài là mệt lắm ấy. Ok, đào cái này ra. Phải nhanh tay. Phải tập chơi PvP nhiều thì phá mấy cái này mới được. Cây, ê. Kệ sách, ê. Gì hả? Sao bắn tao vậy? Tao có làm gì mày đâu. Bắn đi. Rồi, xong. Đây, có đạn đấy, có tên đây. Trời ơi, nhìn các bạn nhìn người mình này. Trời ơi, một anh chàng dính đầy tên ở người. Tuyệt vời, mai lên báo rồi. Lên tiếp nào. Hello everybody. Ui, quá trời này. Ui, sao nhiều này. Đừng bắn, đánh mình nhấc người lên luôn. Quả này bộ giáp này nhanh hỏng mất thôi. Bộ giáp sẽ hỏng sớm thôi. Mình không biết nữa nhưng mà bộ giáp này sẽ hỏng sớm thôi. Ô. Mình đánh công với con đánh xa trước, bởi con đánh xa nó thường là nguy hiểm hơn. Đánh xa thường nguy hiểm. Ok, phá nhanh. Nhện nó ra bây giờ. Lại ra con nữa kìa. Ôi, lại tụt xuống dưới đây rồi. Khổ ghê, biết ngay mà chúng nó cứ tấn công mình nhiều là mình sẽ tụt xuống ngay. Còn con ở dưới nữa. Chết đây. Chết chưa? Chết rồi à? Cảm ơn nha. Bye bye. Ok, rồi nó kịp ra con nhện nữa. Con nhện.
Hello, có 7 sắc cầu vồng nè. Thì anh màu tím, màu... Ê, đánh nhau. Cái 7 sắc cầu vồng này là cái gì ta? Ê, thằng này, nhơn vãi. Sao nó xuất hiện đây rồi, đây à? Cắm đuốc à? Cắm đuốc cho sáng cho nó đỡ xuất hiện à? Mấy cái cung vàng ấy. Vứt cái gì bây giờ nhỉ? Vứt cái này đi. Đó, tí có gì bắn tên nữa ấy. Sao chúng nó cứ xuất hiện đây ấy nhỉ? Mày, chắc ở tầng trên nó có một cái spawn sắt. Ô, mày này, mày chết đi, đậu phộng. Quá trời luôn. Hello everybody. Ờ, như chúng nó bị xuất hiện ở dưới hết đấy. Một con. Ấy, phá đó. Hai con rồi, giờ sao? Đỡ này. Tao tính hết rồi, tao thần VVP mà đùa hả? Rồi xong, có dương gì ở đây không? Ờ, kinh nghiệm kim cương. Quá trời kim cương là cái gì đấy? Water Grinder là cái gì? Water Grinder là gì? Sao phải tầng cuối hả ta? Mới là còn bao nhiêu tầng nữa? À, tầng trên vẫn chưa phải tầng cuối. Ôi, sao đánh mình rớt xuống đây đây? Giờ tí tầng cuối đánh boss là mình phải dùng cái gậy gậy độc. Muốn đánh boss là phải dùng cái gậy độc các bạn ạ. Ok. Mấy con này thì easy rồi, mấy con này thì không nói làm gì rồi. Con boss nó mới khó. Con boss là mình phải dùng gậy độc. Đánh nhau incel trên kia rồi. Vãi cả lồng đen trung thụ. Mày. Đúng cái này, toàn người sướng cái này. Chết đấy. Quá trời luôn. Hello everybody. Không ai có ở đây hết. Phá đây yes. Ở trên thì như còn tầng nữa đúng không? Hay là hết rồi? Ở trên còn tầng. Bởi vì mọi người nói đấy là cái tầng ở sát ở trên cùng ấy thì nó sẽ có boss. Tuy nhiên là mình đang đi như này, mình phải nhìn thật kỹ để mình biết là chỗ tầng nào có boss để mình đánh. Ôi boss. Ơ, nó nhặt kiếm vào tôi. Trả kiếm đấy mấy con lợn. Trời ơi, con nhện nó dám múc kiếm của, nó dám gì mót kiếm của mình. Dám mày dám nhặt trộm kiếm vào tao. Ok, chết hết đi. Ôi, đỡ. Bắn đi. Ok. Hai. Ui. Ô, nó rơi rồi. Ôi. Đừng nha, không đùa đâu nha. Đây không phải chuyện để đùa nha. Ok. Đã đi lên nhanh rồi. Ok, đây phải chuyện để đùa nhá. Ở trên kia, ôi, trên kia chắc là tầng cuối rồi. Mình sẽ đi lên trên đấy để mình lấy đồ ở trên đấy. Tầng trên cuối cùng nó sẽ không có boss đúng không? Nhiều bạn nói mình là tầng trên cùng sẽ không có boss. Tầng ở kế, tầng trên cùng sẽ có boss. Ôi, nó đây rồi. The fuck, vậy là tầng dưới này không có boss à? The heck. Ô, tầng này mở ra boss này á, nhưng mà sao đã xuất hiện rồi? Mày nè. Ui, xuống đây em. Xuống đây solo man. Xuống đây solo. Ở đó là dinh độc của mình thấy chưa? Mình xài chiêu độc với con đấy là vô cùng hiệu nghiệm luôn. Ui, sao bị cái bị tụt xuống cái này? Phải lên đánh nhau với nó. Ui, quá trời tên luôn các bạn ạ. Nó đang giật đấy, nó giật đùng đùng á. Hello everybody. Hello man. Sao đầy cây này. Đau thế. Ôi từ từ. Chạy đã. Ui, đùa đâu? Đây không phải chuyện để đùa. Nó nhìn vào. Điên mày. Ui, bắt mạnh quá. Anh đi cái gì? Ghê hả? Nó đầu rồi ta. Ui, nó ở ngay đây. Nó còn 191 máu hả? Mình có chiêu độc ấy, mình liên tục bút độc nó. Rồi, góc lắc rồi em. Rồi mày chết rồi con ạ. Góc lắc rồi thì hỏi mày làm cái nào thắng đây. Góc lắc rồi. Giết bot. Ok, xong. Sau khi giết bot này xong rồi hình như là tòa tháp nó sẽ tự tiêu hủy hay sao ấy. Mình phải chạy xuống nhanh. Nhanh lên. Tòa tháp sẽ tự phân hủy. Vậy là con đồ ở trên cùng mình chưa có lấy. Tầng trên cùng, vậy là không lấy được đồ trên tầng trên cùng à. Ôi, sự sụp đổ của một triều đại. Trốn thôi. Ui, cao lắm. Ôi, sắp tới mình rồi, chạy. Ơi chạy. Đường nào đấy? Bên đây. Nhanh không chết. Chạy nhanh không chết. Help me please. Cứu tôi. Thoát ra được chưa? Ui, chưa thoát được. Ui, nó nổ ngay trên đầu mình rồi anh em ơi. Hết nổ rồi hay sao ạ? Ui, vẫn nổ. Ui. Chạy. Có nổ nữa không ta? Mình nghĩ là có á. Ui, kinh dị vồn. Hình như nó hết nổ rồi hay sao ấy các bạn ạ? Mình thử đi lên mình xem mà có ăn gì không nha. Ghê vồn ra. Đậu phộng thối. Ok, đi lên xem còn gì không nào. Trận này chiến đấu ghê quá. Ô, mình nghĩ là, ô, vậy là đồ nó sẽ vướng ở trên đúng không nhỉ? Không biết là còn đồ gì rơi ra không. Mình hy vọng là sẽ còn. Ôi, nổ hết rồi. Vậy là
không thể lấy được đồ ở trên cái tòa tháp này, căn bản là vì một cái lý do cực kỳ nhảm nhí luôn. Đó chính là nó nổ hết rồi. Đồ ở trên đây nổ hết rồi, có đồ ngon. Chắc là đồ ngon nhất ở trên tầng trên cùng ấy, nhưng mà chắc là nổ hết rồi thôi. À, mình xem mình nên vứt lại một số thứ là thịt này. Mấy cái đồ này không cần nữa, vứt lại nè. Cái này không cần, cái này không cần. À, xương nhiều quá. Thôi để xương để giữ lại bắt chó. Kinh nghiệm này, kinh nghiệm nơi đâu này. Ok. Mình lấy tí kinh nghiệm nha. Dù sao mốt mình cũng có cái cây kinh nghiệm ấy. Cấp 52 là nhanh vồn. Mốt mình sẽ có kinh nghiệm để mình ép đồ. Ok. Đi thôi. Không còn gì ở đây nữa rồi. Tuyệt vời. Ôi mình mất, à tưởng mất cái kiếm luôn chứ. Các bạn nhìn người mình nè. Trời ơi các bạn nhìn người mình nè. Tên cắm đầy mặt. Rồi zombie phá làng phá xóm rồi. Phải đi giúp dân làng thôi. Giúp dân làng thoát khỏi bọn zombie này thôi. Một này. Ô boss à. Mày là boss à, mày phá làng. Phá làng phá xóm à. Các bạn nhìn này. Cậy độc thần trưởng. Ô độc không, độc vô dụng với con này hả? Con này vô dụng với độc các bạn ạ. Vô dụng với độc. Vô dụng với độc. Vô dụng với độc. Mày nằm xuống. Ok bye bye. Ở dưới cái gì kia? À cái áo nhặt đồ. Cái áo đấy mình không cần. Hello everybody. Con boss này không biết có vô dụng với độc không ta? Vô dụng với... À nó đang tính sơi thằng dân làng ấy. Đang tính sơi thằng dân làng ấy. Nó đang tính sơi thằng dân làng đấy các bạn ạ. Ok và hình như là không có cái gì ở đấy rồi. Tuyệt vời. Ui có mấy đôi giày này. Mà giày thì mình cần gì ở đâu. Bây giờ mình cần kiếm cái giường. Đây cái giường của mình đây. Ok. Đi ngủ thôi anh em ơi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Tuyệt vời. Ok. Ngon. Cất này vào. Ok. Thế là tầm này mình đã đánh xong hai cái tháp. Quá là ghê rợn luôn. Hiện tại là mình sẽ đi đâu tiếp bây giờ? Ô khu Mesa này. Mình thử chạy qua khu Mesa xem nó có gì nha. Mấy cái tháp đây mình xong hết rồi. Easy như một trò đùa. Như các bạn thấy ấy, là mình đánh cái tháp quá là easy luôn. Lợn sinh tồn. Mình sẽ cho lợn độc nha. Ơ lợn này à độc còn một giọt không chết được. Thôi lợn dính độc rồi không ăn đâu. Ăn thịt lợn dính độc là chết đấy. Mày nè đấy. Độc nè. Thôi mình lên mình lấy hai khối sắt trên kia không nhỉ. Mình xem nào. Xem khối vàng có thể làm được cái trò gì trong đây nào. Táo vàng à. Táo vàng. À làm cái gì đây. Midas. Không hiểu lắm. Cái giường vàng. Rồi cũng không làm được gì nhiều lắm. Tờ giấy vàng. À map à. Blank map. Đun trên 400 độ C nó sẽ tan chảy thành cứt. À không thành nước. Thành nước nhầm. Đó. Thì ok mình sẽ dừng tập này đây nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái CD này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ủa cái gậy này to nhỉ. Và các bạn đừng quên nha, like càng nhiều thì tập sau video càng dài. Thế nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Yeah.